Xin kính chào quý vị. Vào lúc 8 giờ sáng nay, cầu Tân Hiệp mà bắc qua sông Cái Sắn, đoạn qua kênh Zero đã được nhà thầu tiến hành thử tải. Đây là một cái công đoạn đầu tiên để bước vào cái giai đoạn khánh thành và thông xe kỹ thuật. Chúng tôi đang có mặt trên cây cầu này. Mời quý vị cùng với tôi chúng ta tiến lên phía trên cầu để xem coi là cái đoàn đang là tiến hành thử tải cầu này. Đây là toàn bộ cái quang cảnh của cây cầu Tân Hiệp. Hy vọng rằng trong cái dịp Tết này, người dân ở hai bên bờ sẽ có một cái cây cầu rất là đẹp, rất là khang trang để qua lại nhân cái dịp vui xuân đón Tết này. Bây giờ chúng tôi cùng với các bạn đi lên phía trên cầu để cùng tham quan nhé. Quý vị đang đứng ở bên phía mố cầu đoạn qua quốc lộ 80. Bên tay trái của quý vị là quốc lộ 80 đoạn qua Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp cũ. Đây là đoàn xe thử tải. Vâng, hôm nay là ngày 24 Giáp Tết. Nhà thầu đã tiến hành cho thử tải để chuẩn bị thông xe và giúp cho bà con có phương tiện qua lại cái cây cầu này vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Đây là quang cảnh của cây cầu Tân Hiệp bắc ngang qua kênh Zero, giữa sông Cái Sắn và quốc lộ 80. Vâng, quý vị thấy là một đoàn xe thử tải đang là tiến hành các cái bước kỹ thuật để thử trọng tải của cây cầu này. Đây là mố ở bên phía quốc lộ 80. Quý vị thấy là quốc lộ 80 nằm sát một bên. Cái chỗ tôi đang đứng đặt máy ở đây là cái bùng binh giúp cho bà con đi lại qua cái cây cầu này khi mà giao tiếp với quốc lộ 80 được thuận tiện hơn. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng với tôi tiến lên trên phía trên để tham quan toàn cảnh cây cầu này. Đây là đoàn xe thử tải. Nhà thầu đang là cho tiến hành thử các cái thông số kỹ thuật. Mặt đường đã được trải thảm bê tông nhựa. Vâng, rất là vui cho bà con của huyện Tân Hiệp nói riêng và bà con của tỉnh Kiên Giang nói chung. Có một cây cầu rất là đẹp. Có thể là đây là một cái cây cầu lớn nhất trên cái tuyến kinh Cái Sắn, bắt đầu từ Lộ Tẻ cho đến Rạch Sỏi. Vâng, quý vị thấy là trước mắt quý vị thảm bê tông nhựa đã được hoàn tất và một đoàn xe thử tải đang là hiện diện ở trên cầu dẫn từ cái nhịp chính dọc theo cái hướng quốc lộ 80. Vâng, đây là một cái đường dẫn rất là dài, trên tổng số trên 200 mét, và nó sẽ giúp cho cái cây cầu giảm được cái độ dốc, giúp cho xe lưu thông được dễ dàng hơn. Vâng, có thể nói là cái tuyến kinh Cái Sắn là một trong những cái tuyến kinh dài nhất của khu vực Cái Sắn này, và cây cầu này là cái cây cầu dài nhất trong 3 cây cầu. Một cây cầu ở ngoài Vĩnh Thạnh, một cây cầu ở đường Xuyên Á ở phía gần Rạch Sỏi, và cái cây cầu này là cái cây cầu lớn nhất trong số đó. Vâng, quý vị thấy là một đoàn xe thử tải đang là dừng ở trên cái nhịp dẫn này để cho các cái kỹ sư người ta sẽ đo các cái thông số kỹ thuật. Vâng, đây là cái khúc cua để bước vào cái nhịp chính. Quý vị thấy rằng rất đông công nhân, kỹ sư đang là ở trên cầu. Đây là cái nhịp chính ở giữa. Vâng, chúng tôi vô cùng xúc động khi mà được may mắn là một trong những cái người đầu tiên được đặt chân lên cái cây cầu này. Đây là cái nhịp dẫn vào kênh Zero. Ở phía bên tay mặt quý vị là kênh Zero. Kênh Zero trước đây thì cũng không có cây cầu bắc ngang, bởi vì đối với đồng bằng sông Cửu Long thì giao thông đường thủy là chính yếu. Tuy nhiên thì ngày nay đường bộ nó phát triển, cho nên là cái áp lực về giao thông đường thủy nó cũng giảm xuống, cho nên là người ta xây những cái cây cầu tốt hơn, nhiều hơn. Cái đường dẫn vào kênh Zero thì chưa có được hoàn thiện, cho nên chúng tôi không thể đi vào bên trong kênh Zero được. Mời quý vị quay ra phía ngoài để chúng ta tham quan cái cây cầu này. Quý vị thấy là mặt đường rộng 8,3 m, 2 làn xe. Đây là một trong những cái cây cầu lớn nhất, hiện đại nhất của khu vực Cái Sắn. Đây là nhịp chính. Chúng tôi vô cùng xúc động khi mà được đặt chân lên cái cây cầu này trong cái ngày thử kỹ thuật. Theo đúng lẽ thì các anh em kỹ thuật người ta không có cho người dân đi lên đây tham quan, bởi vì để bảo đảm an toàn cũng như là những cái kỹ sư đang làm việc ở đây. Tuy nhiên vì sự ưu ái của các anh giúp cho tôi truyền tải những cái hình ảnh đầu tiên về cây cầu này tới quý vị. Đây là các anh em kỹ sư, các anh em công nhân đang là tập trung ở đây. Chúng tôi xin mời quý vị xem lại toàn cảnh cái cây cầu này. Vâng, hôm nay là 24 rồi, chỉ còn 6 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Mời quý vị cùng với chúng tôi trao đổi. Xin kính chào quý vị. Vào sáng nay thì cầu Tân Hiệp bắc qua kênh Zero đang được nhà thi công cho thử tải. Người dân chúng tôi vô cùng xúc động khi mà vào cái dịp Tết Nguyên Đán này, chúng tôi sẽ có được một cây cầu mới để qua lại giao thông giữa hai bên bờ. Đây là một cái niềm vui của toàn thể người dân của Tân Hiệp nói riêng và của tỉnh Kiên Giang nói chung, cũng như là những đồng bào mà có dịp đi về Tân Hiệp để vui xuân đón Tết thì sẽ được đi trên cái cây cầu này. Qua hơn 10 tháng thi công thì với cái sự nỗ lực của nhà thầu cũng như là của anh em công nhân thì sáng nay Tân Hiệp đã tiến hành thử tải cây cầu này. Khi mà được thông xe chính thức thì chúng tôi sẽ quay lại để cho bà con cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp cũng như là cái sự lộng lẫy của cái cầu này. Đây là toàn cảnh cái cây cầu này sáng nay đã được nhà thầu thử tải. Đây mời quý vị xem lại toàn cảnh cái cầu này. Và đây là cái đoàn xe đang là tiến hành thử tải. Đây là góc nhìn khác từ phía quốc lộ 80 nhìn lên. Một cái cây cầu có một cái độ dốc thoai thoải rất thuận tiện cho xe cộ đi lại. Vâng, đây là một cái cây cầu hiện đại nhất trong 3 cái cây cầu của tuyến kinh Cái Sắn. Cũng xin nhắc lại với quý vị là đây trước năm 1975 người ta gọi vùng đất này là vùng Cái Sắn, bởi vì sau cái biến cố 1954 thì chính quyền Sài Gòn lúc đó lập ra trên 100 dinh điền để phục vụ cho đồng bào di cư ở ngoài miền Bắc vô để định canh định cư. Trong đó dinh điền Cái Sắn là một trong số 100 dinh điền đó. Thì hiện nay chúng tôi đang đứng ở trên cái cây cầu bắc qua sông Cái Sắn này. Theo thông tin chúng tôi có được thì có thể là vào rạng sáng ngày mai 24 tháng Chạp thì phía nhà thầu sẽ cho một số các cái phương tiện nhẹ như là xe gắn máy đi ngang qua đây. Thì khi mà cái cây cầu này được thông xe thì chúng tôi sẽ có những hình ảnh đầu tiên về cây cầu để giúp cho quý vị có một cái nhìn tổng thể nhất về cây cầu này. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.